làm mẫu hỏng hết ấy. Nó gặp được không thu hoạch nào, kiểu cô bày xà ở nhà được vài đạo thóc ăn người cũng ăn cổ đấy, mắt non thế là nó ngập hết luôn. Mà những cái chỗ được cái mỗi xào được vài chục cân, vừa tiền phân tiền do trên chục triệu, cái tiền cày bừa đấy, tiền cày bừa là trên chục triệu, cái tiền công làm chục nữa, hết hơn 20 triệu. Vì tôi có mỗi mình thì tôi phải thuê người, vâng, thuê người chứ còn tôi cũng quay đâu. Vì thì trước cái đồng ấy nhà tôi thì có đàn bị đẻ, thế tôi bảo tôi thì người ta đồng thiên hạ người ta bỏ trắng thì tôi cũng cố gắng thiên hạ. Thế là tôi cũng thuê hết để đi ở đây, cái đồng trên người ta bỏ mà người ta không làm thì tôi cố thế làm thì tôi thả vịt cho nó khỏe thôi. Nhưng mà bỏ trắng thì tôi bỏ, tôi năm nay thì tôi cũng bỏ trắng hết, tôi không dám làm mà.